Nhớ các bạn, sự kiện cộng đồng này tớ nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Và sẽ làm được thôi. Sinh nhật Clash of Clans bắt đầu từ ngày 2 tháng 8. Và 12 năm rồi thì chúng ta sẽ có sự kiện cường hóa 12% cho thợ xây. Hãy bắt đầu vào trò chơi và cho quân lính đi các bạn. Số lượng donate sẽ được tính cho cả war lẫn là donate bình thường. Và sự kiện đã bắt đầu ngay bây rồi, nó sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 8. Bạn sẽ cố gắng đạt được cái cường hóa 12% này trong suốt cả tháng 8 khi mà hoàn thành những cột mốc với 45 triệu đơn vị lính được cho. Và nếu bạn nào chưa ở clan thì hãy tham gia vào clan các bạn. Đây là những cột mốc của chúng ta này. Nếu mà chúng ta đạt được 45 tỷ thì chúng ta sẽ mở hết cả tháng 8 luôn. Tuyệt vời. Nhớ các bạn, sự kiện cộng đồng này tớ nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Và sẽ làm được thôi. Và ở đây chúng ta thấy có những cột mốc 9 tỷ lính donate, 18 tỷ, 27 tỷ, 36 tỷ và cao nhất là 45 tỷ đơn vị lính. Nó sẽ tương ứng với 7 ngày, 12 ngày, 17 ngày, 22 ngày và 29 ngày chúng ta được sử dụng cái chương trình cường hóa 12% khi nâng cấp. Quá tuyệt vời đúng không các sếp? Và cái này nó áp dụng cho cả căn cứ bóng đêm và cả nhà chính nhá. Có lưu ý ở đây dành cho các bạn, đó chính là tất cả spell hay là cỗ máy hay là đơn vị lính đều được tính hết trong quá trình các bạn làm nhiệm vụ donate lính. Và đây là sự kiện cộng đồng thì tất cả người chơi trên thế giới sẽ cùng làm luôn các bạn nhé. Và hy vọng là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả này sớm thôi. Điều đặc biệt nữa ở đây đó chính là nếu mà bạn nào sử dụng vẽ vàng thì khi mà các bạn đã tham gia được cái đặc quyền, ví dụ như cường hóa ở đây là 20% cho thời gian nâng cấp công trình các bạn này. Đây, cường hóa thợ xây này. Thì các bạn lưu ý nhé, nếu bạn nào có vé vàng thì 20% này cộng với cả là 12% chúng ta làm sự kiện cộng đồng thì nếu mà người chơi sử dụng vé vàng thì nó sẽ được giảm là 32% về thời gian nâng cấp công trình. Còn cái chi phí là vẫn không thay đổi đâu nha các bạn nha. Lưu ý, nó chỉ giảm thời gian thôi. Vậy nên còn chần chừ gì nữa hả các sếp? Múc vé vàng là một và những cái gói này trong đây nữa là hai này. Nếu mà các bạn nào mà tự múc được rồi thì nhớ nhập mã Akari ủng hộ mình nha. Đấy là cách mà anh em ủng hộ tớ và Supercell sẽ là người trả lượng động lực rất lớn để tớ tiếp tục phát triển kênh Clash of Clans tiếng Việt. Cảm ơn các sếp rất nhiều về điều này nhé. Còn sếp nào không tự làm được thì liên hệ fanpage Akari Gaming của mình với hơn 151.000 người theo dõi Facebook để được tư vấn cách khắc phục lỗi quốc gia. Và chúc tất cả các sếp thành công. Chúng ta sẽ hoàn thành cái này vào ngày 2 tháng 8 nha các sếp. Bye bye. This is the moment we rise. This is the moment we